Thưa quý vị, trong chương trình kỳ họp Quốc hội sáng nay, trước kết thúc phần trả lời chất vấn của các bộ trưởng, trưởng ngành, các thành viên chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã tham gia trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về những vấn đề mà cử tri quan tâm. Trả lời câu hỏi của đại biểu giải pháp đối với lao động khu vực phi chính thức, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết đất nước ta đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi, đại dịch COVID-19 vừa rồi đã gây ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng công nghiệp. Chúng ta mất đơn hàng, doanh nghiệp rơi vào khó khăn. Trong thời gian tới, chính phủ ưu tiên tạo công ăn việc làm, tạo sinh kế cho người dân trên cơ sở thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu ngành công nghiệp, góp phần nâng cao năng suất lao động. Bên cạnh đó sẽ làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội. Hiểu biết, rồi phòng tham gia. Nhất là chúng ta phải có cái công ăn việc làm, tạo cái sinh kế cho người dân. Từ đó, rồi và có muốn có công ăn việc làm thì phải thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Sản xuất kinh doanh thì là tạo cái công ăn việc làm, mà nhất là ở khu vực công nghiệp, để chuyển dịch từ cái lao động ở khu vực phi chính thức rồi khu vực nông thôn ra thành thị. Bên cạnh đó chúng ta cũng phải tái cơ cấu ngành nông nghiệp của chúng ta để làm sao cho cái nâng cao cái năng suất lao động. Rồi cái nữa là cái liên quan đến cái an sinh xã hội thì chúng ta cũng phải làm tốt cái công tác an sinh xã hội. Lại phải bầu ơi thương thấy bí cùng đấy. Bây giờ các giống những chung một dàn thì chúng ta lại phải hỗ trợ nhau đấy, xử lý cái vấn đề lao động này. Thì chính phủ thì cũng đang tập trung xây dựng các cái giải pháp cụ thể hóa cái chủ trương đường lối của Đảng rồi chính sách pháp luật đã ban hành để mà làm sao cho đi vào cuộc sống và từ đó phân định được cái lao động cho giải quyết được vấn đề lao động thì chúng ta cần phải hoàn thiện. Đối với công tác cải cách hành chính, Thủ tướng khẳng định có tình trạng thủ tục hành chính còn rườm rà do cán bộ đùn đẩy, sợ trách nhiệm. Vì vậy, giải pháp trong thời gian tới là đảm bảo lợi ích vật chất và tinh thần cho cán bộ công chức và tăng cường giáo dục, tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính. Trả lời đại biểu về việc triển khai cải cách hành chính tiền lương và hoàn thiện các chính sách có liên quan để đảm bảo tính đồng bộ trong cải cách chính sách tiền lương, Thủ tướng khẳng định tiền lương là vấn đề luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, vừa là công cụ tái tạo sức lao động, vừa là động lực cho cán bộ, công chức, người lao động tham gia vào việc phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Vừa qua, do đại dịch COVID-19, nguồn lực có hạn dẫn đến việc thực hiện cải cách tiền lương còn khó khăn. Chính phủ đã cố gắng trích lập quỹ lương, tăng thu, giảm chi, tiết kiệm các khoản để có 560.000 tỷ chi cho cải cách tiền lương. Cái điều quan trọng thì chúng ta đã cố gắng rồi trích lập lương, rồi tăng thu giảm chi, tiết kiệm các cái khoản. Thì chúng ta hiện nay có khoảng 560.000 tỷ để chúng ta chi cho cải cách tiền lương và bắt đầu từ 1 tháng 7 này cho đến hết 2026. Đồng thời thì chúng ta cũng song song với cải cách tiền lương trong khu vực của nhà nước thì chúng ta cũng cải cách tiền lương khu vực ngoài nhà nước doanh nghiệp. Nó tiệm cận với nhau. Thì là cái nhiệm vụ là như vậy. Và sắp tới thì chúng ta tiếp tục, một là chúng ta tiếp tục hoàn chỉnh cái vị trí việc làm. Cái thứ hai là cái tinh giản biên chế gắn với lại cái hoạt động hiệu lực hiệu quả của hệ thống chính trị của chúng ta. Rồi cái tiết kiệm các cái khoản chi để chúng ta đảm bảo cái chi lương cho người lao động. Như vậy là chúng ta phải thực hiện cả cái lương cho cán bộ công chức trong hệ thống chính trị của chúng ta. Cái thứ hai là bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo Bộ Lao động Thương binh Xã hội rồi các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu để xây dựng cái chính sách tiền lương ở ngoài khu vực nhà nước. Và hai cái chính sách này nó sẽ tiệm cận đến nhau. Kết luận phần chất vấn đối với Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội cho biết đây là những vấn đề nổi lên trong quá trình chất vấn cũng như thảo luận ở tổ, hội trường về kinh tế xã hội. Phiên chất vấn có 62 đại biểu đăng ký chất vấn, đã có 10 đại biểu thực hiện quyền chất vấn, trong đó có 9 đại biểu chất vấn và 1 đại biểu tranh luận. Còn 52 đại biểu đăng ký nhưng chưa được chất vấn, đề nghị các đại biểu Quốc hội gửi văn bản trực tiếp cho Thủ tướng và đề nghị Thủ tướng trả lời bằng văn bản cho đại biểu Quốc hội theo quy định.